Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn còn có mưa rông ở nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rông mạnh với mức nhiệt đêm mát mẻ. Sang ngày mai, gió Đông Nam suy yếu, vì thế các tỉnh miền Bắc giảm mưa, trời chuyển nắng, nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 32 cho đến 33 độ. Đối với khu vực miền Trung, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, mưa rông cũng xuất hiện nhiều về đêm và sáng. Còn ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở xuống cho đến Thừa Thiên Huế chỉ mưa ở vài nơi, nên nhiệt ngày mai ở các tỉnh Trung Bộ cũng duy trì trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Đến chiều và tối mai ở khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh Nam miền Trung sẽ có mưa rông trở lại, nhưng diện mưa ở mức rải rác. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, do đang tồn tại một rãnh áp thấp nên trong đêm nay ở khu vực Tây Nguyên vẫn còn có mưa rông ở mức rải rác. Chiều và tối mai cả hai khu vực mưa rông nhiều trở lại, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rông mạnh. Song về cơ bản, ngay ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng ráo nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng từ 32 cho đến 33 độ. Trên biển, phía bắc của Biển Đông cũng như khu vực huyện đảo Hoàng Sa, ít mưa, trời nắng, gió hướng Đông Nam cấp 4. Song mưa rào và rông sẽ xảy ra ở khu vực như giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết sẽ là bảng nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay, những cơn mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Quảng Ninh. Một số điểm có mưa to như Móng Cái, Tiên Yên, Cẩm Phả, Hạ Long. Lượng mưa đo được trong 24 giờ ở các địa phương trên như sau: Móng Cái 47,3 mm, Bãi Cháy Hạ Long 33,8 mm, Cửa Ông Cẩm Phả 32,3 mm và Tiên Yên là 30,7 mm. Do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp qua Trung Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m còn duy trì nên đêm nay 28 tháng 8, toàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến các nơi từ 20 đến 30 mm trong 24 giờ, có nơi trên 50 mm trong 24 giờ. Trong mưa dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở những nơi có nguy cơ cao. Mưa chủ yếu tập trung vào thời điểm đêm, gần sáng và sáng. Còn vào thời điểm trưa chiều trời có nắng, song nhiệt độ ở các vùng miền đều không cao, mức nhiệt thấp nhất về đêm khoảng 25 độ, cao nhất vào ban ngày là 32 độ ở hầu hết các địa phương thuộc khu vực miền Đông, miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, gần sáng và sáng có mưa, mưa vừa và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.